Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã đến với video của Huấn Audio. Trong clip ngày hôm nay bên mình thông báo còn một đôi vỏ của loa BB 880. Đây là phiên bản do bên Trung Quốc sản xuất anh em nhé. Anh em nhìn cái đường bo này rất là chuẩn. Đây là đôi vỏ và bên mình có một đôi, còn có một đôi thôi. Nó là hàng do bên mình lấy hết phụ kiện bên trong ra, thì còn thường đôi vỏ để bán cho anh em nào dùng. Con này có thể thay cho dòng 880 hoặc là cái đôi vỏ của con 850, cái đôi ruột của 850 lắp vào đây thì cũng vừa luôn anh em nhé. Lắp vừa từ khay ốc này, khay ốc luôn cho tới chân bát nhá. Con này thì bát ốc vẫn còn này, ốc vẫn còn nhé, mình chỉ lấy ruột ra thôi. Đó. Và cũng cam kết anh em một điều là đây là đôi vỏ do bên Trung Quốc sản xuất chứ không phải hàng do Việt Nam mình làm nhé. Anh em mình quan sát những cái hàng Trung Quốc thì nó có một chút cái kỹ nữa hơn hẳn hàng do bên các xưởng Hưng Yên sản xuất. Anh em thấy đấy. Đây là một đôi vỏ bên mình đã cho hết ruột ra rồi. Nó là đôi loa bên trong bông tôm nói đen xịn vẫn có anh em nhé. Nếu hàng Việt Nam mình những cái bông tôm này là không có đâu này, đen giống xịn này không có nhé. Mình quay cả đằng sau anh em mình xem. Nếu anh em nào mà phát hiện đây là hàng của các xưởng Việt Nam mình làm đến, mình cho anh em phạt nhá, cho anh em phạt là thêm một đôi vỏ nữa. Đôi vỏ bao nhiêu thì anh em phạt thêm một lần tiền nữa nhé. Ở trong còn bông tiêu âm này, còn đầy đủ hết này. Tất nhiên là không có phân tần đâu nhé, anh em không phân tần đâu, là hết ruột ra rồi. Với giá thành bán của đôi vỏ này bên mình sẽ bán là 1,2 triệu, giá bán tại cửa hàng. Anh em nào gần qua đấy nhé, vì đôi vỏ này ship nó mất nhiều tiền lắm. Nó mất ship mất nhiều tiền lắm. Trên thực tế thì những cái vỏ này thì bên mình còn cả những cái vỏ hộp cắt tông nữa cơ, nhưng nó cồng cành quá thì bên mình vứt nó đi, nó không có chỗ để anh em nhé. Đây là hàng bên mình để trưng bày cửa hàng, xong mình có khách đến mua ruột thì mình để hết ruột ra mình bán. Đây là đôi vỏ xịn của Trung Quốc nào nhé, bán có 1,2 triệu cho anh em mình thôi. Nếu vỏ của bên các xưởng Việt Nam thì nó đã phải rơi vào tầm 900 rồi anh em nhé. Việt Nam những đôi này tầm 900 rồi. Vâng, cảm ơn anh em đã theo dõi video này. Để được tư vấn về sản phẩm hoặc mua sản phẩm xin gọi điện cho bên mình nhé, qua số máy 0904 612323 và chào anh em.